Xin mời các bạn trở lại với Night View, cùng chuyến tàu khám phá hành trình hợp nhất linh hồn. Trong video thứ hai của series này, chúng ta đã bàn về một chủ đề tương đối khó hình dung, đó là bản chất của dòng thời gian phi tuyến và tuyến tính, cụ thể là tam kỳ quá khứ, hiện tại và tương lai. Theo cảm nhận giới hạn của mình, sự hiểu của những khái niệm này sẽ được gói trong tiềm thức. Việc mô tả ra bằng ngôn ngữ rất khó khăn. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng lo lắng. Việc hiểu hay ngộ ra một điều gì đó giống như bạn đang chơi một trò ghép hình. Sự ngộ đó giống như một bức tranh hoàn chỉnh. Và công việc của chúng ta là đi tìm những mảnh ghép. Lượng đủ, chất mới đổi. Khi mọi mảnh ghép đã được đưa vào đúng vị trí, bức tranh tự nhiên sẽ hiện ra một cách rõ nét. Có một điều rất khích lệ khác, đó là một mảnh ghép có thể được sử dụng cho rất nhiều bức tranh. Vậy nên, việc tích lũy kiến thức không chỉ cho một vấn đề, mà còn giúp chúng ta nhanh chóng khai thông thể ngộ ở nhiều tín tức khác nhau. Vậy nên, các bạn cứ nhẹ nhàng tìm hiểu và lắng nghe. Đến một ngày đẹp trời, tất cả sẽ được tường minh. Chúc các bạn luôn vững tin và dồi dào niềm cảm hứng trong hành trình đầy thử thách này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái tôi cao hơn và những người hướng dẫn tinh thần. Xin chào các bạn, đây là cái tôi cao hơn của Saur. Chúng tôi bây giờ sẽ nói tới một chủ đề cực kỳ quan trọng liên quan tới sự khác nhau giữa cái tôi cao hơn của các bạn và những người hướng dẫn tinh thần. Linh hồn của các bạn có các khía cạnh cao hơn và thấp hơn. Khi các bạn học cách hòa nhịp với bản chất cao hơn của mình, các bạn sẽ khám phá ra một giai điệu vẻ đẹp độc nhất vô nhị của các bạn. Các bạn sẽ được ghi nhận và biết về cái tôi cao hơn của chính mình. Tất cả những sinh mệnh có chủ quyền trong vũ trụ đều là đa chiều kích và đều có cả những khía cạnh thấp và cao hơn. Khía cạnh cao hơn của các bạn có khả năng kết nối được với các khía cạnh cao hơn của các linh hồn khác, bất kể là họ có hay không ở trong thân thể con người hoặc đã lìa khỏi xác, hoặc là các sinh mệnh có chủ quyền từ các thế giới khác hay các chiều kích khác. Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa, điều quan trọng là phân biệt giữa các dạng khác nhau của năng lượng linh hồn và các tầng thứ chiều kích mà trong đó năng lượng đang vận hành. Điều này đặc biệt quan trọng khi tìm kiếm lời khuyên từ cái tôi cao hơn của bạn hay từ những người hướng dẫn tinh thần của bạn. Vậy thì làm thế nào để nói rõ về sự khác nhau giữa các khía cạnh cao hơn của chính linh hồn các bạn và khía cạnh từ các linh hồn khác? Trong khi xét đến cùng, tất cả các linh hồn đều là thành phần của một sinh mệnh. Bên trong một sinh mệnh đó là những sự thiên biến vô hạn và những khuôn mẫu độc nhất vô nhị của ánh sáng. Khi các bạn đi theo sự tiến hóa của linh hồn, các bạn sẽ đi vào một trạng thái của tư tưởng, nơi mà tất cả các sinh mệnh đi vào không gian của bạn đều chính xác là sẽ thích hợp cho việc trợ giúp các bạn trên con đường của mình. Trong nhân giới, có một từ khá là phù hợp để mô tả điều này, đó là duyên. Trong khi xét đến cùng, điều này luôn luôn đúng. Có những khoảng thời gian khi bài học linh hồn của bạn liên quan tới việc phát triển khả năng sử dụng sự sáng suốt. Nói một cách khác, đôi lúc các linh hồn không phù hợp đối với các bạn và các bạn phải yêu cầu họ rời đi. Nếu các bạn không biết sự khác nhau giữa các tầng thứ và các chiều kích của các sinh mệnh khác nhau, nó có thể rất khó khăn để biết ai nên giữ lại, ai nên rời đi. Hãy bắt đầu với sự khác nhau giữa cái tôi cao hơn của các bạn và những người hướng dẫn tinh thần của các bạn. Nếu các bạn có thể hiểu sự khác biệt này, thì sau đó các bạn sẽ dễ dàng nhận thức được ai và cái gì là phù hợp
với các bạn. Có thể tiềm thức của các bạn can thiệp, thậm chí cố gắng thuyết phục bạn rằng bạn đang kết nối với một hoặc những sinh mệnh đặc biệt, trong khi thực tế là tiềm thức của chính bạn lại đang kết nối với bạn. Điều này có nghĩa là các bạn cũng phải phân biệt được giữa tiềm thức của mình với cái tôi cao hơn của các bạn. Tiến thêm một bước xa hơn, tiềm thức của các bạn có thể thuyết phục bạn rằng một linh thể tầng thứ thấp thực sự là một vị thầy đã thăng lên hoặc là một thực thể ở chiều kích cao hơn. Như vậy, điều này cũng có nghĩa là nói về sự khác nhau giữa tiềm thức của các bạn và những linh thể tầng thứ thấp, vốn là các thực thể lìa khỏi xác. Do đó, chúng tôi sẽ khảo sát tất cả những chủ đề này trong các video tiếp theo, bởi vì nó ít nhiều có ích với đa phần trong các bạn. Khi các bạn di chuyển theo con đường tiến hóa, các bạn sẽ học cách ghi nhận dấu hiệu linh hồn của tất cả các sinh mệnh mà các bạn bắt gặp. Bây giờ chúng tôi yêu cầu các bạn sử dụng phép thử mà chúng tôi đã đưa ra trong tất cả các cuốn sách nhằm chỉ ra sự khác nhau giữa các tầng thứ rung động. Ở một hiệu quả tương tự, có thể chỉ ra sự khác nhau giữa các loại sinh mệnh. Sau đây sẽ là phiên bản ngắn gọn của phép thử. Hãy tự hỏi chính mình các câu hỏi sau đây. Khi bạn đang kết nối với một sinh mệnh hay một hình trạng của tư tưởng. Câu hỏi: sinh mệnh này hay năng lượng này có phục vụ cho sự tăng trưởng tinh thần hay không? Ta có cảm thấy sống động, sáng suốt và hiểu biết hơn trong sự hiện diện của sinh mệnh này hay không? Sinh mệnh này hay năng lượng này có khuyến khích ta tự quyết định cho mình hay không? Sinh mệnh này hay năng lượng này có trao cho ta không gian để ta tự bước đi trên đôi chân của mình hay không? Ta cảm thấy như thế nào khi kết nối với sinh mệnh này hay năng lượng này? Cảm giác là gì? Tích cực, ấm áp, yêu thương, phụ thuộc hay chỉ là niềm vui thích và hạnh phúc nhất thời? Mình khuyến khích các bạn có thể tạm dừng video ở đây để trả lời những câu hỏi nói trên. Trước khi tiếp tục, mình xin có một lưu ý nho nhỏ, có lẽ trong tương lai sẽ được đề cập sâu hơn. Như các bạn đã biết, với chiều kích thấp, chúng ta vẫn luôn tồn tại tính hai mặt của một vấn đề. Để đắc được một thân thể con người và có được những bài học thiêng liêng trong đời sống này không phải là chuyện đơn giản. Đó là tổ hợp rất phức tạp của các kế hoạch, sự sắp xếp, các nguồn năng lượng và những chiều kích khác nhau. Bản thân chúng ta cũng được trao cho rất nhiều quyền năng. Đầu tiên phải nói tới chính là tự do ý chí. Thứ hai là những quy luật thần thánh có thể hỗ trợ trong quá trình thăng lên. Rất nhiều sinh mệnh bóng tối cũng khát khao có được những quyền năng vô hạn này. Đó là lý do chúng ta phải thực sự tỉnh táo trong thời kỳ mạt pháp, chân giả nan phật. Bây giờ, trở lại một chút với cảm nhận của các bạn. Các bạn có thể yêu cầu tất cả các nguồn năng lượng, hình trạng tư tưởng và các thực thể đó cùng với bạn tiến nhập vào không gian cá nhân. Nếu hình trạng tư tưởng và năng lượng đó không phù hợp với bạn, điều này không thể xảy ra một cách tạm thời hoặc mãi mãi. Tuy nhiên, mình cũng lưu ý khi các bạn thực hiện phép thử này, phải giữ được cho mình một tinh thần thuần chính, thấu cảm và yêu thương. Nếu không, tuyệt đối không nên thử. Bởi trong trường hợp không khả quan, các bạn có thể vô tình chiêu mời những tinh linh xấu xa vào không gian cá nhân của mình. Trở lại với câu chuyện về cách phân biệt cái tôi cao hơn và người hướng dẫn tinh thần. Trước tiên, những người hướng dẫn tinh thần sẽ hầu như luôn giới thiệu bản thân bằng tên hoặc thứ hạng, thường là trong những câu nói đầu tiên, ví dụ như: xin chào các nhà tạo hóa yêu dấu, chúng tôi là các đấng sáng tạo. Cái tôi cao hơn của các bạn sẽ hiếm khi giới thiệu bản thân. Nếu làm như vậy,
Nó đơn giản chỉ nói rằng, tôi là sự hiểu biết cao hơn của một người được biết đến là, phần bỏ trống này sẽ là tên của bạn. Hãy lưu ý, tất cả những tín tức kể trên đều không thể hiện bằng âm thanh giống như ta có thể nghe bằng tai. Đơn giản đó là những thông điệp được truyền thẳng tới não trạng của các bạn. Điều thứ hai, đó là những người hướng dẫn tinh thần chỉ đến khi họ được bạn kêu gọi hay cầu nguyện. Các bạn có thể nhìn thấy họ trong lúc thiền định hay tìm cách thiết lập sự kết nối với họ. Họ có thể hiện diện trong không gian của các bạn, đơn giản để kiểm tra hoặc quan sát các bạn. Nhưng họ hiếm khi đề xướng một cuộc đối thoại, trừ khi có một nhu cầu cấp bách cần phải can thiệp mà linh hồn của bạn đã sẵn sàng đồng ý trên một số tầng thứ. Nói cách khác, cái tôi cao hơn của các bạn luôn luôn hiện diện và sẽ thường can thiệp nếu các bạn đã kêu gọi họ thường xuyên. Khi các bạn thiền định một cách đều đặn, sử dụng sức mạnh của lời cầu nguyện, các bạn sẽ ghi nhận được sự khác nhau về năng lượng giữa cái tôi cao hơn của các bạn và những người hướng dẫn tinh thần. Ở đây, cái tôi cao hơn xuất hiện như một ánh sáng vàng đẹp đẽ và rực rỡ, tương tự với ánh sáng vàng rực rỡ và yêu thương của Thượng Đế. Trong khi những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy có màu sắc khác nhau, mẫu hình và cả kết cấu khác nhau. Trong rất nhiều tình huống, những người hướng dẫn tinh thần này có mật độ rất cao. Họ có thể là những đấng giác ngộ hay những vị thầy đã thăng lên, trực tiếp truyền tải thông điệp, lời khuyên răn hay bài học vào não trạng của người được lựa chọn. Và tất nhiên, họ luôn tự giới thiệu mình trước hết bằng những cái tên. Về điều này, ngay bây giờ các bạn có thể cảm nhận sự kết nối của bản thân với những cái tôi đa chiều kích. Đã bao giờ các bạn làm một việc gì đó đắn đo giữa cái đúng và cái sai, thì bất chợt trong đầu xuất hiện những tư tưởng, những sự giằng xé, những sự tranh cãi và cả những lời khuyên để bạn có thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Và ngay khi chúng ta thực hiện quyết định đó, cũng có những cảm nhận thỏa mãn, ân hận, vui vẻ, hạnh phúc hay tiếc nuối được gợi ý lên trong não trạng của chúng ta. Đối với văn hóa của phương Đông, có những khái niệm mà các bạn có thể tham khảo thêm. Không hoàn toàn đúng, nhưng cũng là một cách để các bạn có thể mường tượng được vấn đề. Đó chính là chủ nguyên thần và phó nguyên thần. Chủ nguyên thần chính là chủ ý thức mà các bạn đang lắng nghe mình chia sẻ. Cùng lúc, các phó nguyên thần cũng đang lắng nghe. Phó nguyên thần có rất nhiều cấp độ và cũng ở nhiều chiều kích khác nhau. Cá biệt, có những phó nguyên thần ở chiều kích rất cao, có thể trực tiếp câu thông lên tới những mật độ thần thánh. Và điều này tạo ra một cái duyên, khiến cho những người tình nguyện đến đây có thể trực tiếp nhận được lời kêu gọi, hướng dẫn và những bài học từ Thượng Đế. Nhân chủ đề này, mình cũng xin nói thêm một chút để các bạn có thể thử áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nếu bạn có làm một công việc nào đó liên quan tới sự sáng tạo, tìm kiếm giải pháp hay có thiên hướng nghệ thuật, thì rất hay gặp một hình trạng thế này. Chúng ta chăm chỉ, vắt hết não trạng để tìm kiếm một sự sáng tạo nào đó hay một giải pháp cho vấn đề. Nghĩ hoài, nghĩ mãi không ra. Nghĩ tới đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mà cuối cùng cũng không tìm ra giải pháp. Thế rồi bạn tự thưởng cho mình 5-10 phút nghỉ ngơi, thư giãn. Thậm chí có nhiều trường hợp khá tế nhị là vào nhà vệ sinh. Bất giác, ý tưởng dạt dào dồn vào tâm trí, tới mức tay có ghi nhanh tới mấy cũng không thể theo kịp. Đó là lúc các bạn đã có được sự hỗ trợ của phó nguyên thần. Hãy lưu ý, cơ thể mà các bạn đang điều khiển
là các bạn đang được ủy thác. Phía sau thân thể đó còn rất nhiều cấu hình phức tạp khác nhau. Trở lại với câu chuyện. Thực ra, có rất nhiều sự biến thiên khi cái tôi cao hơn và những người hướng dẫn tinh thần tiếp cận với bạn. Sẽ có những khoảng thời gian, người hướng dẫn tinh thần sẽ lấn át một linh hồn trên trái đất. Trường hợp này còn gọi là overshadow. Điều này có thể là do thỏa thuận của chính linh hồn, hoặc nếu những người hướng dẫn không yêu thương, đây có thể là sự liên quan tới chiếm hữu một phần hoặc toàn bộ. Về điều này, các tín ngưỡng và phương pháp tu luyện hiện tại của nhân loại khá phổ biến. Ngay tại Việt Nam, chúng ta cũng có những ví dụ tương đối điển hình liên quan tới đạo mẫu hay những phép gọi hồn, nhập hồn vào xác. Tuy nhiên, cũng xin nhấn mạnh, đó là kết cấu của phương thức này vô cùng phức tạp. Người hướng dẫn tinh thần có thể thuần chính hoặc không, có thể vô tư mong muốn sự thăng lên của bạn hoặc có những vụ lợi nào đó. Điều này chúng ta phải kiểm chứng. Trong trường hợp tốt nhất, họ sẽ không cố gắng buộc các bạn làm bất cứ điều gì. Họ sẽ cẩn trọng, không lấn át các bạn hoặc đi vào phần bên trong trường aura của các bạn. Như thông thường, sẽ có các ngoại lệ đối với các nguyên tắc chung của mối cam kết giữa các linh hồn trái đất và những người hướng dẫn tinh thần, gồm các hoàn cảnh nơi mà cái tôi cao hơn của một sinh mệnh có thể trao đổi bản thân nó với cái tôi cao hơn của một sinh mệnh khác. Tiếp theo, chúng ta sẽ đề cập tới chuyện làm thế nào để liên lạc một cách có ý thức với cái tôi cao hơn của các bạn. Cái tôi cao hơn của các bạn bao gồm rất nhiều các tầng thứ và chiều kích của cái tôi bên trên tầng thứ 7. Nó bao gồm linh hồn tối cao, tổng hồn, cái tôi Christ hay cái tôi Phật, cái tôi thượng đế cá thể và cái tôi thượng đế vũ trụ. Với mục đích đơn giản hóa, chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả các tầng thứ này cùng với nhau với cụm từ là cái tôi cao hơn, higher self. Các bạn có thể đặc biệt lưu ý cụm từ này. Cách đơn giản nhất để kêu gọi cái tôi cao hơn là mường tượng một ánh sáng màu vàng đang đến từ thượng thiên, đi vào đỉnh đầu, tức luân xa thứ 7. Các bạn sau đó có thể tưởng tượng ánh sáng vàng đang di chuyển xuống khắp các luân xa, cùng các phần của thân thể vật lý, đang hàn gắn, làm sạch, thanh lọc tất cả các tế bào của bạn, sau đó tiếp tục di chuyển xuống hai chân, đi khỏi bàn chân của bạn. Nếu các bạn đang ngồi, các bạn có thể hình dung năng lượng này đang ra khỏi thân thể ở đốt sống cuối cùng, tức luân xa số 1, rồi đi vào tâm trái đất. Đây là một phương pháp mà các bạn có thể dễ dàng ứng dụng. Tuy nhiên, mình cũng xin khuyến cáo, các bạn nên suy nghĩ thật kỹ, có sự chuẩn bị, tốt nhất là nên theo một pháp môn tu luyện trước khi có chủ đích kích hoạt bất cứ luân xa nào. Trở lại với phương pháp được đề cập trong cuốn sách. Để kêu gọi cái tôi cao hơn, chúng ta sẽ sử dụng những lời cầu nguyện. Tôi kêu gọi tình yêu, sức mạnh và sự sáng suốt của cái tôi cao hơn. Hãy đến đây, cái tôi cao hơn yêu dấu của tôi. Tầng thứ cao nhất của cái tôi cao hơn của các bạn là Thượng Đế hiện diện vàng, rực rỡ. Trong lúc tưởng tượng ánh sáng vàng này, hãy nói câu: Tôi kêu gọi cái tôi Thượng Đế vàng rực rỡ của tôi tuôn chảy qua tất cả các tế bào của thân thể tôi. Một cách có cấu trúc hơn để kêu gọi cái tôi cao hơn của các bạn. Trước tiên, đi vào thiền định, hít thở sâu. Sau một vài phút, hãy thư giãn và nói rằng: Tôi kêu gọi ánh sáng vàng rực rỡ yêu thương của Thượng Đế lấp đầy sinh mệnh tôi ngay bây giờ.
yêu cầu sự bảo vệ một cách đầy đủ và hoàn toàn trên tất cả các tầng thứ sinh mệnh của bạn. Tôi yêu cầu ánh sáng vàng, rực rỡ, yêu thương của Thượng Đế bảo vệ tôi một cách đầy đủ và hoàn toàn trên tất cả các tầng thứ của sinh mệnh tôi. Sau đó, sử dụng lời cầu nguyện. Tôi kêu gọi sức mạnh và sự hiện diện của cái tôi cao hơn. Hãy đến đây, cái tôi cao hơn yêu dấu của tôi. Hãy biểu lộ cho tôi thấy. Hãy chia sẻ tình yêu, sức mạnh và sự sáng suốt của bạn cho tôi. Cảm ơn cái tôi cao hơn yêu dấu. Cho tới lúc này, hãy cố gắng giữ cho tâm mình tĩnh lặng, đơn giản tâm trí ngừng lại, cởi mở với bất cứ cái gì đến trong tư tưởng của bạn. Điều quan trọng khi thực hành các kỹ thuật này, đó là các bạn phải giữ cho mình một cái tâm thuần chính, sự yêu thương, thấu cảm. Khi đó, bạn mới có cơ hội đồng nhất với tín tức từ cái tôi cao hơn. Nôm na, nếu bạn nói tiếng Việt, bạn sẽ dễ dàng giao tiếp với người nói tiếng Việt, khó với người nói tiếng Anh. Hay ông cha ta cũng từng có một câu, tuy không hoàn toàn đúng, nhưng cũng phần nào mô tả được vấn đề, đó là nồi nào úp vùng đó. Khi các bạn kêu gọi cái tôi cao hơn của mình, các khía cạnh cao hơn của linh hồn bạn đang hợp nhất và hòa trộn với các khía cạnh thấp hơn. Các khía cạnh cao hơn giúp các khía cạnh thấp hơn được thẳng hàng. Các bạn có thể đồng nhất ở nhiều mặt của linh hồn một cách dễ dàng hơn. Có rất nhiều yếu tố tác động đến khả năng của các bạn để giữ sự kết nối với cái tôi cao hơn. Mục tiêu của hầu hết những lời dạy tâm linh là giúp các bạn gỡ bỏ những rào cản để hiểu biết về các khía cạnh cao hơn của chính mình. Tuy nhiên, một lần nữa, mình cũng xin nhấn mạnh về cái giả, cái thật đan xen. Hãy sử dụng tối ưu nhất bộ lọc thông tin của các bạn, tự mình kiểm chứng và rút ra bài học cho chính mình. Bây giờ, chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút về hình trạng của những người hướng dẫn tinh thần. Đầu tiên, các thành viên gia đình hồn đang trợ giúp các bạn trong việc nhớ lại người mà các bạn vốn là. Mục đích của họ là giúp các bạn kết nối với cái tôi cao hơn của chính bạn. Gia đình hồn bao gồm người sinh đôi Twin Flame của bạn, các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, các thành viên gia đình hồn thứ cấp, gia đình hồn mở rộng, v.v. Tiếp theo, những linh hồn không thuộc về gia đình hồn của bạn chỉ định làm việc với bạn trong đời sống này vì họ có các thông tin cụ thể, quan trọng đối với những bài học linh hồn của bạn. Những người này bao gồm những người hướng dẫn tinh thần cá nhân và những thiên thần hộ mệnh. Thứ ba, những linh hồn từ các chiều kích cao hơn tình nguyện làm người thầy của bạn. Những người này có thể bao gồm những người hướng dẫn đã giác ngộ, từng ở trong dạng vật lý ở đời này hay trong quá khứ, cũng như các vị thầy đã thăng lên, các thiên thần, tổng lãnh thiên thần và những người ngoài hành tinh đã giác ngộ nhưng thích hợp cho việc giúp đỡ các bạn tăng trưởng, tiến hóa. Thứ tư, các thành viên thuộc dòng dõi linh hồn của chính bạn. Đó là một nhóm phức hợp bao gồm các khía cạnh của chính cái tôi cao hơn, từ cái tôi thượng đế vũ trụ xuyên thẳng xuống tới tầng thứ khác nhau của linh hồn tối cao. Các bạn có thể nghĩ về những người hướng dẫn này như các thành viên gia đình hồn ở những tầng thứ cao hơn. Tiếp theo, các thành viên của các dòng dõi linh hồn cùng huyết thống. Đây là các vị thầy trong dạng vật lý hoặc phi vật lý. Họ là các vị thánh, vị thầy và những người hướng dẫn, gồm có các phẩm cấp tinh thần như là Melchizedek. Trong đó, bạn là một thành viên, hoặc trong đời này, hoặc trong đời sống quá khứ. Thêm vào đó, các bạn cũng có những dạng người hướng dẫn tinh thần, ví dụ như các thành viên gia đình họ hàng
đã không còn thân xác. Những người vẫn đang quanh quẩn trên trái đất từ trước để chờ đợi cho lần tái sinh tiếp theo. Thứ hai, các thực thể không còn thân xác từ quá khứ hay hiện tại. Lưu ý, trường hợp này khác với các thành viên của họ hàng hay gia đình. Những người này vẫn đang bị hấp dẫn đến với bạn sau khi họ đã chết trên trái đất. Thứ ba, các thực thể không còn thân xác đang lang thang qua các cảnh giới astral và ether. Những người đang tìm kiếm một linh hồn con người để gắn vào, với hy vọng cảm nhận được năng lượng và ánh sáng. Những linh hồn như vậy đã quên mất cách để quay trở lại với ánh sáng của chính họ. Và về bản chất là họ đang sống nhờ vào ánh sáng của các bạn. Tiếp theo là những thực thể không còn thân xác có dự định gắn bản thân họ vào các bạn nhằm mục đích hàn gắn nghiệp quá khứ với các bạn hay tìm kiếm sự trả thù cho những vết thương quá khứ. Ngoài ra, còn có các thực thể không còn thân xác hoặc các thực thể có chủ quyền đang tìm cách kiểm soát, ngăn chặn năng lượng của các bạn cho mục đích cá nhân. Những người này có thể bao gồm các thực thể ngoài hành tinh hoặc các thực thể astral đang thèm khát sức mạnh, sự kiểm soát và thống trị với các linh hồn khác. Tiếp theo là các hình trạng tư tưởng phát ra bởi các sinh mệnh. Và cuối cùng là các hình trạng tư tưởng được phát ra bởi chính tiềm thức của các bạn. Những điều mình đề cập ở trên, các bạn nghe qua có thể hơi kỳ lạ, nhưng nó vốn đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ xung quanh các bạn với những tên gọi mà người Việt ta hay nói là ma, quỷ, vong theo, vong ám, tinh linh, phù trợ, hồn thiêng của ông bà cha mẹ, họ hàng dòng tộc, hay hình trạng của những vị Phật giả được hình thành bởi niềm tin và tiềm thức của nhân loại. Trong số những dạng của người hướng dẫn tinh thần kể trên, các hình trạng tư tưởng thực sự không phải là người hướng dẫn tinh thần, nhưng trong một số trường hợp có thể bắt chước những người hướng dẫn tinh thần, phụ thuộc vào cường độ và đặc điểm của mỗi một hình dạng tư tưởng cụ thể. Tiềm thức của các bạn có thể phóng chiếu ra hình ảnh của những người hướng dẫn tinh thần và tự thuyết phục các bạn rằng các bạn đang nói chuyện với các sinh mệnh, trong khi thực tế họ vốn chỉ là các sản phẩm của ý nghĩ nằm bên trong não trạng của các bạn. Vậy thì làm thế nào để biết về sự khác nhau giữa các hình thái tư tưởng được phóng chiếu bởi các bạn hoặc những người khác và những người hướng dẫn tinh thần thực thụ? Khi các bạn thuần thục hơn trong việc kết nối với những người hướng dẫn tinh thần, các bạn sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác nhau này. Đó là một cảm nhận rất đặc trưng của bộ lọc thông tin. Nếu chưa đạt được tới mức độ này, các bạn có thể phóng chiếu vào các định luật, nguyên lý của vũ trụ và tạo hóa. Khi đó, chân tướng sẽ hiện hình. Cụ thể hơn chút nữa, sau đây sẽ là một phép thử để các bạn kiểm tra từ chính bản ngã của mình. Hãy đưa ra những câu hỏi. Trước hết, có phải ý nghĩ chủ yếu liên quan đến cuộc sống cá nhân của bạn? Có phải nó quan tâm tới sự an toàn hoặc sức khỏe thân thể vật lý? Có phải nó liên quan tới một số dạng của việc tìm kiếm sự tán thành từ người khác? Bạn có đang lo lắng về cái mà người khác đang nghĩ? Có phải ý nghĩ tạo ra các cảm xúc của sợ hãi trong bạn? Có phải nó dính dáng đến rất nhiều những chiến thuật và kế hoạch? Có sự lo lắng nào về tương lai bị thúc đẩy bởi một ý nghĩ cụ thể nào không? Nó có khơi dậy những cảm xúc khó chịu trong thân thể bạn? Liệu suy nghĩ đó có vẻ như đang cố gắng thuyết phục bạn về một điều gì đó hay không? Liệu có một cảm giác rằng các bạn đang bám lấy một lối sống đáng thèm muốn nào đó và từ chối nhìn vào những thứ có vẻ như đe dọa đến lối sống đó? Chúng tôi khuyến khích các bạn thiền định để tái lập tiềm thức trước khi thực hiện phép thử này, để kêu gọi cái tôi cao hơn và những người hướng dẫn tinh thần chân chính. Cái tôi cao hơn của bạn sẽ nói một cách lịch sự, lặng lẽ và trực tiếp, không tạo ra sự xáo trộn lo âu.
những ý nghĩ cao hơn có xu hướng thống nhất và đơn giản hóa thực tại. Trong khi đó, các suy nghĩ thấp hơn có xu hướng làm phức tạp mọi thứ. Các bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, cởi mở, thấu hiểu, nhiều năng lượng, cùng lúc lại cảm thấy bình an, mạch lạc. Khi các bạn lắng nghe cái tôi cao hơn của chính mình, các bạn sẽ đơn giản biết rằng cái gì là phù hợp, sẽ không có những thứ mơ hồ hay dễ hiểu lầm chạy vòng vòng trong tâm trí của bạn. Thông tin từ các khía cạnh cao hơn của các bạn sẽ có xu hướng nổi lên trong tư tưởng, bất thình lình xuất hiện tại đó, không hề phô trương. Cũng có rất ít hoặc không cần nỗ lực đi kèm. Nếu các bạn nghe một giọng nói, sẽ không cần phải cố gắng để thuyết phục các bạn bất cứ điều gì. Có thể nhẹ nhàng nhắc bạn buông lỏng và tin tưởng. Trên hết, những cảm xúc trong thân thể của bạn sẽ nói với bạn, bạn đang nói chuyện với ai? Trong hầu hết các linh hồn, sẽ có nhiều tầng thứ của người hướng dẫn tinh thần. Sẽ có một danh sách điển hình của các tầng thứ rung động này các bạn có thể tham khảo. Ở trong hay trên các bạn, thường có 2 hay 3 người hướng dẫn tinh thần chính, thường là nằm trong mật độ 7. Sẽ có 5 thành viên gia đình hồn nguyên thủy, cộng với một người sinh đôi. Những sinh mệnh này có thể đến từ nhiều tầng thứ, nhưng thường là từ mật độ 6 đến mật độ 8. Sẽ có một nhóm nhỏ các sinh mệnh thiên thần mật độ 7, tổng lãnh thiên thần cùng các vị thầy đã thăng lên mật độ 8. Một nhóm hoặc nhiều hơn, những phức hợp hồn mật độ 9, 10, 11. Trong một số trường hợp, sẽ là một sinh mệnh đồng sáng tạo với Thượng Đế ở mật độ 12. Thêm nữa, một số linh hồn được hướng dẫn bởi những thành viên họ hàng đã chết. Nếu những thành viên này có hiểu biết và tiến hóa cao trong những lần tái sinh trên trái đất, họ có thể sẽ trợ giúp như những sinh mệnh có chủ quyền từ các cảnh giới Ether và thiên thể, rải rác từ mật độ 5 đến mật độ 9. Tuy nhiên, nếu những thành viên họ hàng đó có rất nhiều vấn đề tình cảm và tâm trí chưa được giải quyết hoặc chưa tiến hóa đủ để vượt trên tư tưởng mật độ 3, thì họ có vẻ đang trợ giúp từ một trạng thái không có thân xác trong các cảnh giới astral. Có nghĩa là họ có hiểu biết, có nhận thức, khả năng giới hạn để trợ giúp trong sự tiến hóa của các bạn. Khi các bạn kêu gọi sự bảo vệ, cách thực hành tốt nhất là yêu cầu chỉ những năng lượng, thực thể và hình trạng tư tưởng đồng nhất 100% với ánh sáng yêu thương từ Thượng Đế mới được phép đi vào không gian của các bạn. Lời yêu cầu này tự động sẽ loại trừ những thực thể chưa tiến hóa qua được mật độ 3. Điều này không có nghĩa là các bạn không thể kết nối với những người thân yêu quá cố đang ở trong một rung động thấp. Nó chỉ có nghĩa là năng lượng của họ sẽ có ít hoặc không có tác động đến bạn nếu họ không đủ tiến hóa. Các bạn có thể được yêu cầu giúp đỡ các mảnh hồn không thể xác tìm được đường trở về với phần hồn cha mẹ của linh hồn, cái luôn ở trong ánh sáng yêu thương từ Thượng Đế. Điều này được gọi là gửi những người đã qua đời trở về với ánh sáng. Trong thực tế cuộc sống, các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều những nghi lễ, nghi thức tôn giáo và tín ngưỡng phục vụ cho mục đích này. Tất cả các bạn đều có một phần hồn cha mẹ luôn an toàn trong vòng tay của ánh sáng yêu thương. Các bạn có khả năng mang hồn cha mẹ đó vào thân thể vật lý của các bạn khi ở trên trái đất. Làm như vậy sẽ đưa đến kết quả là cái mà những nhà tâm linh gọi là tư tưởng của Thượng Đế. Trong video tiếp theo, chúng tôi sẽ đi vào sự khác nhau giữa các thực thể không có thân xác và các thực thể có chủ quyền. Bây giờ, các bạn chỉ cần đơn giản hiểu rằng thực thể không có thân xác là các mảnh của một linh hồn đã bị phân chia từ phần hồn cha mẹ. Các thực thể có chủ quyền là các phần hồn cha mẹ của các linh hồn đang có các mảnh hồn nhỏ hơn ở đâu đó trong vũ trụ. Đừng lo lắng về khả năng các bạn có thể hiểu được hay không các khái niệm này ở thời điểm hiện tại, khi mà còn rất nhiều sự rối ren cần phải gỡ bỏ. Mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn
khi các bạn tiến xa trong lộ trình này.